Xin kính chào quý khán giả thân thiết của kênh Nghệ An TV. Tại đây chúng tôi luôn cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất mỗi ngày. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Liên quan đến vụ việc, cựu giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức tham ô hơn 100 tỷ đồng để mua biệt thự, xe sang, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Minh Quân, cựu giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức và Nguyễn Văn Lợi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ sản xuất Nguyễn Tâm về tội tham ô tài sản và rửa tiền. Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Minh Quân với vai trò là giám đốc bệnh viện thành phố Thủ Đức, muốn can thiệp vào các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại bệnh viện, đã chỉ đạo Nguyễn Văn Lợi làm công cho vợ chồng Quân, thành lập 4 công ty sân sau để tham gia đấu thầu. Khi tham gia đấu thầu, ông Quân chỉ đạo Lợi giao cho nhân viên lập các hợp đồng mua bán khống, lòng vòng giữa các công ty trong nhóm để nâng giá thiết bị máy móc cao hơn giá thị trường. Sau đó sử dụng 3 công ty trong nhóm 4 công ty do Lợi quản lý để nộp hồ sơ dự thầu với giá máy móc thiết bị đã được nâng khống. Khi làm hồ sơ, lại chỉ đạo cấp dưới cố tình làm một hồ sơ tốt hơn hai hồ sơ còn lại, mục đích để một công ty trúng thầu. Kết quả điều tra xác định từ năm 2016 đến năm 2020, nhằm bốn công ty sân sau đã trúng 27 trên 28 gói thầu tại bệnh viện thành phố Thủ Đức với tổng giá trị là 345 tỷ đồng. Tổng số tiền lợi nhuận của bốn công ty sân sau là 102,5 tỷ đồng. Thực tế lợi đã chỉ đạo nhân viên chuyển cho vợ chồng quân tổng số tiền 103,6 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định đây là số tiền do nâng khống giá thiết bị y tế từ 27 gói thầu. Tổng thiệt hại của 27 gói thầu được định giá là 81,2 tỷ đồng. Để che giấu số tiền 103 tỷ đồng chiếm đoạt của bệnh viện thành phố Thủ Đức, sau khi nhận tiền, do lợi chỉ đạo nhân viên chuyển bằng nhiều hình thức, quân và vợ đã dùng để tiêu xài cá nhân, thanh toán thẻ tín dụng, mua vàng miếng. Quân đã mua biệt thự tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Nha Trang và các siêu xe. Cựu giám đốc bệnh viện thành phố Thủ Đức không đứng tên mua, không đứng tên sở hữu tài sản nhưng là người quyết định mua. Theo đó, vợ chồng ông Quân mua thửa đất ở phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức với giá 11,8 tỷ đồng. Một thời gian sau, Nam Bị Can đã chuyển nhượng khu đất trên cho người khác với giá 19 tỷ đồng. Số tiền thu được, người đàn ông này dùng để chạy án nhưng không được, vẫn bị khởi tố bắt tạm giam. Vợ chồng ông Quân còn mua căn biệt thự du lịch nghỉ dưỡng thuộc dự án Vinpearl Golf Land Resort and Villa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với giá trên hợp đồng là 18,5 tỷ đồng. Căn biệt thự thuộc dự án khu trung tâm phức hợp Sài Gòn Ba Son, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh với giá 99,6 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty Nguyễn Tâm cũng mua hai ô tô sang hiệu Audi Q7, xe Mercedes S450. Về việc mua hai siêu xe trên, quá trình điều tra bị can Quân khai không chỉ đạo lợi để mình sử dụng. Đồng thời, cựu giám đốc bệnh viện thành phố Thủ Đức nói do thích lái xe nên mượn của công ty Nguyễn Tâm để thỉnh thoảng đưa vợ con đi chơi. Cơ quan điều tra xác định hành vi của Quân đã phạm vào tội tham ô tài sản và rửa tiền. Tuy nhiên, Quân chưa thành khẩn khai báo, đổ lỗi, đùn đẩy trách nhiệm cho cấp dưới nên cần xử lý nghiêm. Đối với Trần Thị Ngọc Diễm, khi bệnh viện thành phố Thủ Đức thanh toán tiền cho các công ty trúng thầu, Diễm yêu cầu lợi chuyển tiền cho mình. Tổng số tiền lợi chuyển cho Diễm là 67,9 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định hành vi của bà Diễm đã phạm tội rửa tiền với vai trò đồng phạm giúp sức, phục tùng theo sự chỉ đạo của chồng. Tại cơ quan điều tra, bà Diễm có thái độ ăn năn hối cải. Bà hiện có hai con nhỏ, sinh năm 2003 và 2008, nên đề nghị tòa án xem xét khi lượng hình.